Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay lại tiếp tục quay xuất hàng này cho mọi người lựa nhé. Đầu tiên là cái cần này. Cần này thì chất liệu là như nhựa đặc các mọi người, chất liệu là nhựa đặc nhé, càng đặc nha mọi người. Càng này càng hai đoạn đây, hai khúc. Càng này chất liệu nhựa đặc mọi người biết rồi. Đây, ngoại hình của cái càng này thì 90-95%. Đây, fan của nó đây. Đang hơi rít. Mọi người về cho xí dầu vào đây, chọn đây mới dễ vô ra xí nhé. Ok, bát nhựa này, càng này cao cá nhỏ nhỏ lặt vặt chơi. Càng này dài 1,6 m, thu vào là 84 cm, độc là 2 ly, cân nặng là 140 g nha mọi người. Cái này cái số 1. Cái này bán 101. Số 1 101 nha mọi người. Cái cần như mới. Tiếp theo cái cần số 2. Số 2 này fan còn ok nha mọi người. Dàn fan này, fan còn ok. Thì hơi bị dĩ một tí, hơi bị dĩ nha mọi người. Đấy, hơi bị hoang dĩ một tí. Mọi người về đánh ra, đánh ra cho nó sạch nhé. Này, nó cũng hai đoạn thế này, ghép vào. Đấy, nhắc kỹ có vào tí rút ra cực. Đấy, bu này. Càng này hình như cũng là nhựa đặc nha mọi người, hình như cũng nhựa đặc ấy. Nhựa đặc hay sao ấy. Này, bát vặn bằng nhựa này. Càng này dài 1,6 m, thu vào 84 cm, độc là 2,4 ly, cân nặng là 120 g. Càng này cái này về cao cá nhỏ nhỏ chơi. Đây, cần số 2. Số 2 101 nha mọi người. Số 2 101. Số 3. Số 3 là một cây cần 2 khúc. Cần thì nó mạnh, cần này thì cái độc nó mạnh như cần Ikada vậy đó mọi người. Đây. Đấy. Mấy cái fan còn ok nha mọi người, fan còn ok, còn đá đồ ok luôn. Đấy, fan còn ok hết. Đấy, fan còn ok. Này nó bằng nhựa đặc luôn nha mọi người, còn nhựa đặc. Đấy. Đọt này. Đọt này mảnh nhé. Đọt này mảnh nha mọi người. Cần này dài 1,5 m, thu vào 85 cm. Ủa,
rưỡi mất sáu. 1, 2, 3, 4. 4 là 1m6 rồi. Cái này 1m65 luôn mọi người. Thằng này 1m65 luôn chứ không phải là 1m6 đâu. Đây. Thằng này là 1m6 nha mọi người, chứ không phải 1m65. Càng này dài 1m65 nha mọi người. 65. Thu vào là 85 cm. Độc của nó là 0,7 ly, cân nặng là 80 g. Đây số 3. Số 3. Này giá 101 luôn nha mọi người. Số 3 101. Nhanh luôn. Tài sát dưới này. Cần này coi như bán khuyến mãi trong video này, bán lỗ luôn. Tiếp theo là cái cần ba khúc này. Cần ba khúc. Cần này của thằng Sakura. Sakura. Chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng riêng về nước sơn khoảng cỡ được 80%. Đấy. Độc của nó thì nó mắc một cái fan chỗ này. Mắc một cái fan chỗ này nha mọi người. Đấy. Như chỗ này có mắc một cái fan nữa hay sao? Chỗ này có một cái fan không biết. Không thấy mọi người. Cần này 3 đoạn. 3 đoạn. Đấy. Này về lấy giấy nhám chà với cái oxy hóa đi. À, mình nhát vào nó dễ nha. Đấy. Nó mắc một cái fan, hư một cái fan là 2. Đấy. Dưới này có fan phía gì nữa không? Ừ, 2 cái fan, 3 cái fan. Mắc 2 cái fan, hư 1 cái fan là thành 3 nha mọi người. Đây. Cái fan đây này, fan đi về cũng phải cột lại này, nó bị tróc này. Đấy. Tróc rồi. Đấy, nó tróc rồi nha mọi người, tróc rồi. Về mọi người cột lại, mình để luôn đây, mình dán con keo luôn vào đây cho mọi người nhé. Rồi về thay fan, mình cần thì còn ok nha mọi người, cần thì còn ok. Đọt đít đồ bu còn ok nhé. Thay mấy cái fan, 3-4 cái fan vào đây. Thay fan thì khá là đơn giản. Đây. Cái cần này dài 2m4, thu vào là 84 cm. Đọt là 2 ly, cân nặng là 220 g. Cái này cây số 4. Số 4. Cái này bán 120.000. Số 4 120.000 nha mọi người.
Tiếp theo số 5 là một cái cần hai khúc. Đây, cần này thì cái fan nó như thế này, fan kim loại thế này, chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp, chất liệu là phíp. Này, cái này thì cái do cái chỗ này nó oxy hóa nó dính vào này, nên là nó tục, là tục từ đầu dưới nha mọi người. Đây, nhắc nhắc từ đầu dưới này luôn. Đấy. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 75% thôi. Fan thì còn ok nhé, fan còn ok. Người về có gia cố cước thêm vào cho mấy cái fan thì được. Thấy không mọi người? Fan kim loại bằng sợi inox này thì không có gì để phải bàn là hoang dĩ gì cả. Đây, đồ bu người ta cũng cọc cứng ngắc vào đây nhé. Đọt ngày xưa có bị gãy tí nào không thì cũng rõ, nhưng mà giờ rất là cứng, cứng cáp nhé. Đấy, bát vặn này. Ồ, cái này nó bị dĩ, nó hơi cứng rồi mọi người. Về xịt rồi với vải vặn nhé. Cái này cây số 1.5 m, thu vào là 76 cm, đọt là 2.2 ly, cân nặng 160 g. Cây số 5. Cái này mình bán 90.000. 90.000 nha mọi người. Không, cái này khoảng 80.000 thôi. 80. Tiếp theo là một cây cần 3 khúc. Cũng không còn tem nữa, không biết tem hãng gì nha mọi người. Chất liệu là phíp. Phíp hay là nhựa đặc gì đây? Hình như là nhựa đặc. Hình như là nhựa đặc nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 85-90%. Đây, fan còn ok nhá, dàn fan còn ok. Này đọc này. Fan kim loại sợi inox này thì không có gì để phải bàn cả. Đấy. Không, mình chỉ nhắc vừa vừa vào thôi, nhắc quá tí là rút ra khổ này. Người về cho xí dầu vào, ra vào tí cho nó dễ nha. Ok, cần 3 khúc. Này chất liệu là nhựa đặc. Này. Dài 2.3 m, thu vào 79 cm, đọt là 2.2 ly, cân nặng 240 g. Cái này số 6. Cái này bán 130.000. Số 6 130.000 nha mọi người. Tiếp theo số 7 tiếp tục là một cây cần 3 khúc. Cần này thì bằng chất liệu bằng nhựa đặc. Ngoại hình của nó khoảng cỡ 80%. Dàn fan còn ok hết nha mọi người. Dàn fan còn ok hết. Đấy,
dàn phan là còn ok hết. Phan với lại đầu bôi đều bằng sợi inox nhé. Đấy, sợi inox. Đấy, sợi inox này là không có gì phải bàn cãi về rỉ riết gì cả. Nó có 4 fan và một đầu bu nha mọi người, 4 fan và một đầu bu. Bát vặn inox luôn đây. Căn này dài 2m4, thu vào 85cm. Đột là 2,4 ly. Căn nặng là 320g nha mọi người. Này căn số 7. Vậy cái gần này mình bán 130.000. Số 8 tiếp tục là một cái cần 3 khúc. Cần này hiệu gì thì giờ cũng không thấy nữa nha mọi người, không thấy tên nữa. Chất liệu là phíp, chất liệu phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì màu sơn độ khoảng cỡ 85%. Đấy, cần này thì phan còn ok, chỉ có là cái phan cuối này nó bị hư, một cái phan cuối bị hư và nó có tất cả 4 fan thì một cái fan cuối hư. Đầu bu nè, đầu bu là riêng nhé. Đây, đầu bu người ta cũng gia cố cọc thêm cước nhỏ keo cho nó chắc rồi. Ok nha mọi người. Bát vặn này. Cần này dài 2m7, thu vào là 97cm. Đột là 2,7 ly, cân nặng là 220g. 220g nha mọi người. Đây nè, cây số 8. Số 8. Cái này bán 200. Số 8 200 nha mọi người. Số 9 là một cây cần 2 khúc. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp.
ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 75% đấy. Phan thì còn nguyên, phan thì còn nhưng mà phải cọc lại nha mọi người. Về mọi người cọc cước là hay dây nhựa lại cho nó thẩm mỹ, chứ người ta cọc bằng cái dây dây kẽm này, dây kẽm có bọc lỗ nhựa này thì nhìn không được đẹp nhé. Đấy, phan thì còn ok. Đấy, và cái ống này này nó bị hơi bị méo này, ống này bị méo nhé. Mọi người về lấy một cái thanh sắt đóng vào đây cho nó giãn ra lại như cũ nhé. Đấy, chơi chế chạo tí cho nó vui. Đọc thì mình vẫn uống thử cho mọi người xem. Đấy, cần này dài 1m8, thu vào là 1m02, đọc là 1,2 ly, cân nặng là 160g. Đây, cái này cái số 9. Số 9. Cái này bán 70.000. Số 9 70.000 nha mọi người. Tiếp theo số 10 là cái cần Olympic. Cái cần này hai đoạn nha mọi người, cần Olympic hai đoạn, dàn phan còn ok luôn, phan còn ok luôn nhé. Đấy, có nhiều phan, 1 phan 2 phan 3 4 5 6, 6 cái phan và một cái đầu bu nha mọi người, 6 cái phan và một cái đầu bu. Đấy, ok. Fuji nhé, đầu bô Fuji nhé. Ok. Này, vặn, bát vặn kim loại. Cần này dài 2m1, thu vào là 1m1. Cái đường kính của cái đọc là 2,4 ly, cân nặng là 360g. Số 10 cái này bán 201 cho mọi người. Số 10 201. Ngoại hình của cây này khoảng 90% nha mọi người, 90% còn rất là đẹp. Số 11 là một cây cần trúc ghép này. Đây, cần trúc ghép nha, ghép lục giác nha mọi người. Đấy. Này, cái này đầu bu nó bị đứt này. Về mọi người xử lý sợi kẽm khác nha, sợi nóc khác nha. Đây. Mình cũng không ghép vào nữa. Đây mình giờ mình uống thử đầu bu cho mọi người chứ. Lâu quá quay mất thời gian quá, mở ra ghép mất thời gian quá. Đây. Đây nha mọi người. Cần này thì chất liệu là bằng trúc, mọi người biết rồi. Đây, bát thì bát vặn. Đấy, dàn phan thì còn đầy đủ, chỉ có một cái đầu bu là nó bị đứt, thì mọi người về xử lý cái đấy nha. Dài 2m4, thu vào 84cm, đường kính độc đỉnh là 2,95 ly, cân nặng là 300g. Cái này số 11. Số 11 cái này mình bán 120.000. 11 120.000. Rồi. 12. Tiếp tục là một cái cần trúc ghép cái gì ra băng đây. Tatezama ra băng. Vì đây nha mọi người, cần này chất liệu là trúc, mọi người biết rồi, trúc ghép lục giác. Đấy, đầu bu này, đầu bu người ta thay cái này này, thay cái đầu bu này. Còn mấy cái phan này người ta cột lại hết rồi nè, cột lại cho cứng rồi nè. Đấy, ok. Nó hai đoạn nha mọi người, hai đoạn. Đấy,
rất là cứng cáp nha, trúc mà vừa dẻo vừa cứng, cái lực đàn hồi của nó lớn. Rồi bát thì bát vặn nhé. Đấy. Cần này cần số dài 2m1 này, cần dài 2m1, thu lại là 1m11, độc là 4 ly, cân nặng á là 280g. Cái này cái số 12 bán 101. Tiếp theo số 13 là một cây cần phíp. Cần này thì bị người ta sơn hết lại rồi, sơn hết lại rồi, người ta sơn cùng trắng hết rồi nha mọi người. Đấy, phan này. Đấy, phan có mấy cái phan người ta cũng thay hết rồi, nhưng mà mình nói là phan cái này đầy đủ nha mọi người. Phan đầy đủ 1, 2, 3, 4 cái phan và một đầu bu nhé. 4 cái phan một đầu bu độc này. Đấy, cần này thì vẫn cao bình thường, chỉ có là người ta chế lại ngoại hình, nó cũng không, ngoại hình người ta sơn nhìn nó không được đẹp cho lắm thôi. Đấy, bát là Fuji đồng hoàng, bát Fuji đồng hoàng nha mọi người, bát Fuji xịn đồng hoàng. Đấy. Ok, cần này dài 2m1, thu vào là 1m11, đột là 3 ly, cân nặng là 280g. Cái này cây số 13, cái này bán 100, 13 100 nha mọi người. Mười bốn là một cái cần hai khúc, cần này thì của thằng này cần này giờ mắc tem rồi mình không đọc được là hãng nào đây chứ. Cái này giống đây qua phải không ta? Này giống đây qua. Giờ mắc tem rồi mình không có đọc được hết nha mọi người. Đây, chất liệu là phíp. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì được 80%. 80%. Đây đọt này. Đọt phan còn ok nhá. Phan còn ok. Cần này tính ra còn đẹp. Này. Cái đoạn dưới này nó hơi nứt nứt như thế này, nhưng mà nó không quan trọng lắm nha mọi người. Đút vào đây này. Đút vào đây. Nứt tới giờ là do cái xù nó nở đấy. Do cái xù nó nở. Rất cứng cáp nha. Đấy. Ok. Bát Fuji này. Đấy. Cái cần này dài 2m4, thu vào là 1m25, độc là 2,2 ly, cân nặng là 360g. Cái này cây số 14, cái này bán 430.000 nha mọi người. Tiếp theo, đây là một cây cần lua. Cần lua này chất liệu là phíp cho người. Cần lua, chất liệu là phíp. Mô hình của cái cần này thì
95%. Màu hình 95%. Đấy. Đột này. Cần lua máy đứng nha mọi người, cần lua máy đứng. Đấy. Đột phang còn ok. Phang còn ok hết cho mọi người ta. Đây này nó có thông số lua liếc của nó này. Này. Lua trì này, thông số trì 7 đến 21 gram. Lên quay là cái này khoảng cỡ 7 kg, cá 7 kg nha mọi người. Đấy, made in China. Này bên Suzumi nha mọi người. Con này của Suzumi. Này China xuất Nhật nha mọi người, China xuất Nhật. Bát này, Fuji này. Bát Fuji này. Cái cần này dài 2,5 m, thu vào là 1m27, đột là 1,8 ly, cân nặng là 180 g. Cây này cây số 15, số 15 nha mọi người, 15. Cây này bán 450 nghìn nha mọi người. Tiếp theo số 16 là cây cần 3 khúc đai qua, cần 3 khúc đai qua, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này thì 90 đến 95%, 90 đến 95%, còn rất là đẹp và phang còn ok. Nó gồm có sản xuất ra gồm có 3 cái phang và 1 cái đầu bu. Phang còn ok nha mọi người. Phang đầu bu còn ok. Đấy. Mình trải ghép vào nữa. Đấy, mất thời gian quá. Đây. Bát vàng. Cái này dài 3,3 m, thu vào là 1,15 m. Cân nặng của nó là 480 g, đột là 3,1 ly. Đấy, 3,1 ly. Cái này cây số 16 300, 16 300 nha mọi người. Số 17 là cái cần này, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 75%. Đấy. Phang thì hơi dĩ rồi, mọi người về đánh đi nhé. Đánh không thì thay đi. Vì 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Cần rút nha mọi người, cần rút 3 lóng. Đây, bát thì bát vòng. Đây, nhựa, bằng nhựa nha mọi người. Nó dài 2 m, thu vào là 78 cm, đột là 1,5 ly, cân nặng 160 g. Cái này cây số 17, cái này 90 nghìn nha mọi người, 90 nghìn, 17 90 nghìn. Cái cần số 18 hiệu này đây, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Đây, dàn phan vẫn còn ok, còn đá luôn. Đột 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng tất cả nha mọi người. 4 lóng. Bát trượt nè. Mắc cái nắp đít nha, mắc cái nắp đít về mọi người chế lại. Dài 3,5 m, thu vào là 1,02 m, đột 1 ly 9, cân nặng 160 g. Gần này số
18. 18 bán 140.000. 18 140.000 nha mọi người. Tiếp theo số 19 là cái gần này, made in China, China xuất Nhật nha mọi người, hàng China xuất Nhật. Đấy. Chất liệu là phíp, hình của cái cần này khoảng 80%. Cái cần này có một cái đặc điểm này, hình như cái độc là người ta cũng thay cái độc thủy tinh rồi, mà người ta không gắn cái đầu bu mà người ta để cái fan thứ hai vào đây. Đấy. Người ta để một cái fan vào đây nhé, người về thay cái đầu bu đi. Đấy. Và chỗ này nữa này, chỗ này có cái fan. Cái chỗ này người ta dán cứng luôn nha mọi người, người ta cột cứng luôn, không cho nó rút xuống luôn. Đấy, còn mình vẫn uống thử cho mọi người thấy. Đấy nhé. Một lóng, này, này. Lóng người ta nối đọt vào chỗ này. Đấy, một, vẫn là một lóng nha mọi người. Hai lóng này. Ba lóng này. Bốn lóng này. Năm lóng. Năm lóng tất cả nha mọi người. Đấy. Bát, hai bô, cần này dài 4m3, thu vào là 1m4, đọt là 1.2 ly, cân nặng là 300g. Cây này cây số 19, cây này bán 90.000 nha mọi người, 19, 90.000. Tiếp theo 20 là một cái cần này. 20 là cái cần Ryobi nha mọi người. Cần Ryobi. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng 85%, 85%. Đây. Fan thì không có gì khỏi bàn cãi, fan này rất là xinh nha mọi người. Nhìn rất là vững chắc. Đây. Đấy, fan đẹp. Đọt này. Đấy. Cần này thì mini thôi. 1 lóng, 2, 3, 4, 5, 6 lóng tất cả nha mọi người, 6 lóng. Mini thôi. Cần này dài 1m8, thu vào là 47cm, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 160g. Cái này cây số 20. 20. Cái này bán 130.000. 130.000 nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giùm mình số điện thoại bán hàng đó là 0786 555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Và đồ cao thì mình sẽ ship code. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship. Và một vấn đề quan trọng nữa mọi người phải lưu ý, đó là trước khi nhận hàng phải mở hàng ra kiểm tra thật kỹ hàng, xem có bị lỗi hay sai sót gì so với video mình mô tả hay không. Và vấn đề nữa là có bị gãy vỡ hay nứt vỡ đồ gì trong quá trình vận chuyển hay không thì điện cho mình giải quyết ngay lúc đó nhé. Còn mình sẽ không chấp nhận giải quyết những cái vấn đề mà mọi người đã nhận hàng xong rồi mới bắt đầu mở hàng ra rồi báo cho mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.